Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt tại Kinh Môn Hải Dương và đang dự cái lễ ra mắt của Hội Bonsai Kinh Môn tại Hải Dương quý vị nhé. Thì hôm nay vẫn là cái ngày chuẩn bị thưa quý vị ạ, chuẩn bị cho ngày mai khai mạc ra mắt câu lạc bộ bonsai Kinh Môn. Mà quý vị chiêm ngưỡng cái khung cảnh ở nơi đây, một cái khung cảnh cực kỳ đẹp quý vị ạ. Bonsai Đức Huy cứ ngỡ đây là cái cuộc trưng bày bonsai quốc tế cơ. Những cái tác phẩm về đây đã được chọn lọc và được bài trí rất là đẹp quý vị ạ. Tuy là mới những công tác chuẩn bị thôi nhưng mà Bonsai Đức Huy ghi nhận là thấy rất nhiều tác phẩm quý về đây, tác phẩm quý nghệ thuật. Thì quý vị sẽ đi lướt một lượt để xem các anh mang đến tác phẩm đến đây trưng bày. Chào các anh nhé, chào anh em. Thì xin phép quý vị sẽ đi nhanh một chút để thuận tiện ghi hình trong cái lễ nhận cây tổng thể này quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật về đây. Em chào anh. Em chào anh nhá. Vâng. Rồi. Chúc anh sẽ làm cái cuộc này thành công nhá, ra mắt thành công. Chào các anh Hội Kinh Môn nhá. Đấy, chào các anh. Đấy, chào anh em. Hoành tráng quá nhỉ, anh nhỉ. Anh em Kinh Môn. Vâng. Rất nhiều tác phẩm quý. Chào nghệ nhân bàn tay vàng. Chào anh Lương. Vâng, chào hai anh em nhé. Anh đóng góp mấy tác phẩm anh Lương? 5 tác phẩm. Anh đến đây cảm nhận thấy sao với cái cuộc trưng bày ra mắt này? Anh em tổ chức cái ra mắt của câu lạc bộ này gọn ghẽ mà quy mô đẹp. Thì nó không to quá mà không bé quá. Em được cho cái đồ này ở đây này. Vâng. Anh ba nghệ nhân bàn tay vàng cảm nhận sao? Cảm nhận sao về thấy anh em ở Kinh Môn tổ chức một cái cuộc trưng bày này? Con này của anh bán đi á? Anh bây giờ bán này anh có tiếc không? Tiếc bán thì ông anh trả tiền đô nhưng mà chưa tiêu hết vào trong két đây. Một cây là muốn chuộc lại. Bây giờ tiền mới để trong két. Về có là két mà cây. Chuộc lại nhưng mà anh không nghe. Kính thưa quý vị, ở đây một cái tác phẩm si. Anh ơi, cái si quý thế này cơ mà. Con này thì quý rồi. Con này hàng già cốt chậu. Một cái si đá. Đẹp cái này mà. Bán lúc đấy bán có nhiều tiền không anh? Bán vừa vừa thôi. Bán cho ông anh mà. Vâng. Những vợ chồng anh ấy chơi. Quá đẹp quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy bóng dáng. Bóng dáng cực kỳ đẹp. Mang cái dưới cái sông đá, siêu đá cái dưới. Cái dưới, cái si này rất là nghệ thuật. Và một cái cây hoàn thiện, lâu năm. Đẹp, cái bóng dáng cây này đẹp. Đẹp, nó bò lì đẹp. Đó là cái đầu tiên anh định cắt rồi anh đã khắc chữ của anh vào đấy, làm sinh rồi. Khắc chữ. Nhưng mà mấy cái hồ nó như thế thôi thì thôi không cần anh ạ. Cây nhỏ này, cái hòn đá nó cũng nhỏ mà mình khắc chữ vào đấy người ta nhìn cũng khó. Khắc số thôi, định khắc số nhưng số. Mà mình không sở hữu lâu, giữ lâu. Mà. Khắc số này anh phải giữ lâu cơ. Đẹp quá, đẹp quá. Ok.
cái xi anh Lương anh bán đi quý vị nhé. Giờ anh đang tiếc tiền để trong két mà cây thì về chủ mới thì tỏa sáng, nhìn thấy tiếc. Đẹp quá. Để anh đi chơi. Kính thưa quý vị, đây là chủ mới này quý vị này. Đây là chủ nhân này của tác phẩm Si đây, chú Triều. Chào Đức Huy nhá. Chào chú nhá, chào các anh ở đây. Anh Lương vừa chia sẻ là cái tác phẩm Si này nhượng cho chú. Nhượng cho chú là bao năm rồi chú? Năm nay được khoảng gần 4 năm rồi. 4 năm rồi. Thế này tiền không có thay đổi mấy. 15 triệu nữa. Có những cây mình mua mấy trăm ở nhà thì còn mấy chục đây. Thế thôi anh ạ, vâng. Thôi thì bây giờ cái nọ nó bù cây kia. Vâng. Chơi cây thì nếu mà ông nào may thì ông được, và không may thì mình thua. Vâng. Thì thường thường ví dụ thôi cây nọ nó gánh cây kia. Đấy thì ví dụ nó mình mua may thì nó chơi thì nó được cái thời gian, được cái mình hơn cái này là cái mình chơi. Vâng. Đấy, có những người chơi thì cái gì phải mất đúng không? Vâng. Chơi xe chơi các thứ là đều phải lỗ đi. Đấy, nhưng mà ví dụ mình chơi đúng thì nó được, được cái chơi và được cái nó không mất vốn. Cái này ngày trước anh để cho chú là bao tiền? Cái này là lúc anh để giá nó có 15 triệu nhưng mà giá toàn bằng đô thôi. Đô, ông 15 triệu. Nhật, ông ấy thách, đô, không phải. Ông này nó mới thách, không phải. Ông ấy thua một cái đâu, ông thách là em không lấy tiền Việt. À. Đô. À. Đầu tiên tôi cũng khôn, tôi bỏ đô để anh không có. Thế nó bắt phải. Ngày trước anh Lương có bán cho chú Triều có 15 triệu đó quý vị nhé. Chú bây giờ nhân có nhân đến 20 lần không chú? Nhân thì nó có, bây giờ nó phải cái người yêu cây cơ thì mình mới nói được. Ai quên đi công cây mà lại không thích cả mình chả vào lấy bằng cái giá thì người ta không mua. À, xin lỗi quý vị, xin lỗi quý vị là cộng 20 lần chứ không phải nhân 20 lần. Cộng bây giờ nó thực tế là cái giá cả đấy tôi nói nó có. Bây giờ vâng. Anh em thích thì đúng rồi, anh em phải giao lưu nhau luôn, phải thích. Cái này thầy sở hữu lâu rồi nhỉ? Đẹp, phải xì đẹp. Tiên, cái này đầu tiên là chính là của ông Hùng Mùa. Vâng. Hùng Mùa tiên là của Hùng. Hùng tiên là Thủy Nguyên. Hùng không. Ông với lẻ một cái thì không biết chúng anh Tết. À. Rồi, chào bạn. Em Quyết. À rồi, Quyết Trúc Lâm. Ờ, Thiền viện Trúc Lâm. Rồi, anh nhớ rồi. Thì mà tiến ra ở đâu? Sân chơi này là quá đẹp được. Cái này nguồn gốc đây nói chứ như là bây giờ cây này nguồn gốc của Hùng Mùa. Vâng. Cái Hùng Mùa đấy ai cũng biết đây, cái cây tác phẩm này giữa đấy. Vâng. Đây là khi xuống anh em xuống chúc Tết. Đây là ông với lẻ ông để cho thực ra là cây này ông muốn giữ. Vâng. Thực ra là hôm đi xuống là chúc Tết đó bên lại mua chủ yếu là mua về để đi bê đi chơi đi chơi. Thực ra cây này là cây này lúc bản thân mua lúc nó hoàn thiện hết rồi. Thế mua về đi chơi chứ không phải mua về để mình đấy, không phải làm. Đây vợ chồng bác ấy thích chơi nên muốn để cho bác đi chơi. Thì anh em thì bây giờ thực ra mà nói thì thực ra mỗi ông thích thì gọi sở hữu của thời gian. Đấy, nó cũng vâng. Một khác. Vâng. Thôi anh em cũng là cơ bản nó phải thích với nhau. Hợp với nhau được. Vâng. Thì bây giờ thì mỗi ông sở hữu một thời gian, ví dụ mình mà sở hữu rồi mà anh em mà thích em mới mua cái này. Nói chung là lại chuyển được anh em để chơi đúng không? Vâng. Vâng. Hoa thơm mỗi người hưởng xíu. Đấy, đúng rồi. Vâng. Giúp mãi thì nó cũng hơi khó mà nó không hay. Đấy, tức là mình ví dụ thì mình là muốn những cây mới, tác phẩm mới về nhà mình nó thay đổi không khí cho nó hay hơn. Thì bốc cái lại về mà chơi lại. Nay thì gặp có chủ cũ chủ mới đây và Sa Đức Huy cùng mọi người trò chuyện với cái tác phẩm Si này, một cái Si đá quý vị nhá, lá rất là đẹp. Tôi không có làm cây đấy, thế là cây mình không có làm được, mình chỉ muốn sở hữu cái tác phẩm tôi nó thành nguyên bản rồi, nó thành rồi mình chỉ chơi thôi. Bạn thứ hai nào ví dụ các lớp người ta biết làm ấy thì người ta muốn sưu tầm những cái cốt cách về người ta tự ta làm đấy, thế nhưng mình thì không làm được đấy, là mình về là mình chủ yếu là để đi chơi ngay đấy, mà không có làm mà thậm chí khi làm mình xấu đi cơ, nên là không có làm. Mình có tiền mình sẽ mua được thời gian và mua tác phẩm này của anh hả, và mua được cái giá trị hộ tâm hồn người khác rồi, quá đẹp tiền nó thì nó phù hợp, nó hợp với cơ bản đấy, đầu tiên phải hợp với mình. Cây nào thế nó phải hợp với mình. Có khi mình thích nhưng người ta lại không thích, nó không hợp với người ta. Cây này thì hỏi 100 người thì chắc là 101 người thích. Không thể nói không thích cây này được. Cái size tầm một cái size tầm vừa đúng không? Cao từ mặt chậu lên khoảng độ 65 đến 70 phân.
Đấy. Ví dụ như là không thích người nhưng mà phải thích cây. Con này cây đẹp, không thể chê vào đâu bỏ. Vâng. Đây, báo cáo với tôi đây, tác phẩm đầu tiên của ông này đây. Một gốc đây, ông mua đây. Đây, đây, đây. Ông ấy lẻ là lẻ cái hôm xuống chúc Tết ông lẻ ông để cho anh. Đúng, hôm mùng 4 Tết. À. Chứ không phải ngày đấy là không lấy được ông được. Đấy, vâng. Rất lẻ là khi mà hàng đầu năm người ta sưu tầm quá điệu đã đẹp chất lượng đấy, hàng đầu năm cho mấy anh em ấy. Đấy, ông anh bảo rồi, anh quý anh nhất rồi, ông anh em chơi với nhau nhiều thích đâu, cái này quý là nhồng quê người quý mình đâu, quý ông lấy quý lên đâu. Anh Hùng vào đây nào, anh Hùng vào đây xem nào. Đây anh Hùng nữa. Thế anh đây hôm nay có ba chủ nhân nhá. Ông đây đây quay mặt ta cười cái thế nào. Qua ba tay đến bác Triều là người cuối cùng đang sở hữu. Đây anh Hùng để cho anh Lương hả? Xong anh Hương lại để cho chú Triều. Tôi là đời thứ ba. Đấy nếu mà vậy là dạ giao phá từ ở Thái Thịnh vòng về bên Triều ấy à. Đồ quý quý vị ạ. Và hôm nay thì đến trưng bày triển lãm này thì mọi người bây giờ kiểu cứ ước gì nó lại là của mình. Đây anh Lương này, anh Lương đang anh em mình em nói quá. Anh Lương đang rất là ước muốn được sở hữu lại. Anh em đi giữ lại được những tác phẩm đẹp còn thế là ai mong ước. Thì bán cho anh em xong rồi mà cuối cùng mà nó lại đạt thành không thấy cái gì cả. Cái ông cá mà nó đàn như này khó. Tôi thì không sành về cây đó, nhưng mà để ví dụ mình đánh giá thì cái đời anh em mình làm thì chưa chắc là tạo nổi cái này được. Nó phải đời các cụ hồi xưa cơ. Đúng không? Đúng rồi. Đấy thì nó mới thành đến bây giờ mới thành này được. Lâu ngày lắm rồi. Lâu lắm rồi. Lâu ngày. Đấy, anh em mình mà chơi kể cả ông nào chơi ví dụ 5, 10, 5, 12 cứ bằng trên chục năm là không thể làm nổi được. Nói thực tế ra nha, nếu cứ bổ nói trên bổ chục năm là có người cứ bổ cây này 100 triệu đất. Nhưng mà này vấn đề 100 triệu cái cây đấy nó chia ra tầm của ta 70 năm ở trên trồng. Mỗi một năm một nghệ nhân người ta làm cái cây này công của ta chỉ có 1,5 triệu thôi. Thế nhưng cái cây đào bụp phát ở dưới đất đánh lên mẹ mày bán 30 triệu nhưng nó chỉ mất 10 năm thôi, vẫn mỗi năm là 3 triệu. Cây dưới đất mới là đắt, những cột phôi pha mới là đắt, còn những cây đẹp cốt trậu chứ tính cực rẻ luôn, không phải là đắt. Tính vẫn chỉ đủ tiền công nước rồi mà. Công cây trăm rưỡi, nếu nói những cây đẹp nhau cứ bổ nó, bổ gì thôi. Những cây giờ người ta bổ hàng bao tỷ nhưng nó xứng đáng mà. Chia ngày công không được bao tiền đâu. Cây này càng thời gian sau càng đẹp. Càng chín nó càng đẹp. Càng chơi càng hậu. Càng nhuyễn càng đẹp. Bây giờ bắt đầu đang nhuyễn dần rồi. Nhiều người không biết cứ đi mua thế này sau này nó sẽ trắng trắng như bạc. Bông mà làm lâu lắm. Đẹp lắm quý vị, một cái tác phẩm si thu hút rất đông mọi người đang tham quan đây. Anh em cứ từng đoàn gần như hàng năm không phải cắt. Lâu lắm, 4 năm mới lâu. Ví dụ cái thằng này đây như ở nhà cháu trong một cây chết đầu ra. Chết đầu ra. Nó đang bị chơi quanh năm ngày tháng luôn, mầm đấy nha, nó lùi rất là nhanh, nó chỉ nuôi vào cái mầm mới. Cắt một cái nào mầm mới nó nhanh nhưng mầm cũ đã này gần như không phải cắt luôn. Gần như 1 năm không phải cắt. Thuần gần như không phải cắt luôn. Chỉ cắt lá không phải cắt đâu. Mình ít tưới nước thì nó lâu lắm. Đúng rồi. Sợ chứ làm hay chăm quá thì nó nhanh lên ngồng, nó còn nghi không cái cây không tưới nước nữa thì nó còn lâu cắt nữa. Thưa quý vị, bà Sadui đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào các chú các anh. Sống đâu rồi anh em. Vâng. Không tưới nước nữa còn đâu nữa. Cây cảnh của Việt Nam.